Kênh cây giống nông nghiệp 4.0. Chào tất cả các quý khách hàng trên kênh ngày hôm nay nhé. Đây chính là buổi luận văn ở bên em. Hôm nay em xin được giới thiệu với tất cả các quý khách hàng bên mình một cái dòng bưởi mới nhất. Đấy là dòng bưởi luận văn, gọi là mới nhất thôi nhưng nó cũng có tầm khoảng 3-4 năm nay ở thị trường. Và em xin giới thiệu sơ qua về dòng bưởi luận văn cho cả nhà. Thứ nhất, bưởi luận văn là một trong những cái dòng bưởi mà có nguồn gốc xuất xứ từ đất nước từ tỉnh Thanh Hóa. Và nó có một cái ưu điểm là vỏ màu đỏ, vỏ đỏ và ruột cũng đỏ. Đây là một trong những cái dòng bưởi rất là nổi tiếng, gọi là luận văn, và có một cái tên nữa là bưởi Tiến Vua. Tiến Vua là gì? Tiến Vua tức là ngày xưa ấy, cái dòng bưởi này được cung tiến cho các vua chúa. Những người mà có chức sắc thì sẽ được ăn những cái dòng bưởi này. Việt Nam từ nhiều năm trước thì sẽ cũng không có nhiều những cái loại hoa quả mà nó nổi trội, nên là ngày xưa khi mà cái dòng bưởi luận văn này nó có, gọi là bưởi Tiến Vua này nó có, thì cũng là những cái thời điểm mà ở Việt Nam mình cái dòng về cái dòng cây ăn quả, cây trái nông nghiệp thì nó chưa phát triển, nên là nó tương đối là nó là một cái gì đấy rất là xa xỉ, nhất là màu sắc, nhất là cái chất lượng. Đấy, một người nông dân bình thường mà được ăn những cái trái bưởi như thế thì nó rất là xa xỉ. Thì bởi vì thế nên là bà con người dân Thanh Hóa sẽ gọi cái dòng bưởi này chính là bưởi Tiến Vua. Các bác đã xem trên mạng, các bác đã biết về một cái dòng bưởi mà vỏ đỏ, ruột đỏ đấy ạ. Ăn nó rất là ngọt, có kèm một vị hơi rôn rốt. Thì đấy chính là dòng bưởi luận văn này. Em chia sẻ cho cả nhà, bưởi luận văn thì nó không có gai. Ở những cái phần nách lá, cái gai của nó rất là ngắn. Đấy là phân biệt với các dòng bưởi khác các bác nhé. Cái gai của nó rất là ngắn, thậm chí không có gai, cái lá của nó to mỡ. Có một cái nhược điểm là nó hơi giống với lá bưởi da xanh, nên là rất nhiều bác hay nhầm lẫn, hoặc rất nhiều bác đi mua hay bị nhầm. Và bên em thì thường là khi mà đánh dấu ấy, thì đây các bác có thể thấy là phải đánh dấu và bỏ hẳn một cái biển hiệu, một cái biển tên gì đấy vào cái luống bưởi để cho khách hàng dễ nhận diện ra cái dòng bưởi này. Thì khi chúng ta mua về trồng, hoặc là thợ có chuẩn bị hàng cho khách, cũng không bị nhổ lẫn lộn và không bị nhầm giữa luống này thành luống kia. Với cái dòng bưởi luận văn này, các bác trồng thì các bác chuẩn bị cho em, với diện tích đất của miền Bắc thì sẽ được tính là xào Bắc Bộ là 360m trên một xào. Các bác sẽ trồng cây bưởi ở ngưỡng 4m đến 4m rưỡi một cây. Các bác cũng chuẩn bị hố bình thường, sau đó bón lót rồi bóc bầu trồng. Làm sao mà để 2 tháng đầu tiên sau khi bón lót ấy, chúng ta trồng chúng ta duy trì được cái độ ẩm trên cây, độ ẩm cho cây tuyệt đối nhất. Sau đó khi cây mà lên được tầm khoảng 3 tháng sau mà bắt đầu lên được tầm khoảng 1m2, 1m rưỡi thì các bác bấm ngọn cho em. Các bác bấm ngọn cho em để cho nó bẻ tán nhá, nó ra cành tán cho cây nó đẹp. Cái dòng bưởi luận văn này năm nay nó khá là hot, nên là các bác có thể tìm thấy, không thể tìm thấy cây choai ở thị trường luôn. Đến tầm thời điểm này em Yến không thể còn có hàng choai cho khách hàng bên mình nữa. Cái cây thân chỉ này rất là đẹp đúng không các bác? Cái cây thân chỉ này thì thật sự là rất là đẹp luôn. Và cái dòng bưởi luận văn này em trên kênh nông nghiệp 4.0 ngày hôm nay rất là hy vọng là sẽ giới thiệu cho cả nhà, cho tất cả khách hàng bên mình cái dòng bưởi này, để chúng ta có thể tìm một cái tiêu chuẩn về kinh tế để cho chúng ta sẽ phát triển cái giống bưởi này ở mức độ kinh tế. Thì mẫu mã hình thức đẹp, bà con cũng rất là chuộng để thờ cúng, để làm lễ, rồi bày biện trang trí ngày Tết, rồi thậm chí là quà biếu, rồi quà Tết rất là nhiều các bác nhé. Bây giờ nếu mà đi ấy, nếu mà chúng ta đi gọi là đi chúc Tết ấy, ngày xưa đi chúc Tết thì có thể là còn là mứt Tết, chai rượu này kia, bánh kẹo. Nhưng mà hiện tại bây giờ ấy, vài năm trở lại đây thì người Việt Nam của chúng ta là Tết nhất thì chỉ biếu nhau, thông thường thì gia đình này biếu gia đình kia những cái túi hoa quả, vừa túi hoa quả sạch ở trong gia đình mình tự trồng ấy, vừa sang trọng, vừa lịch sự mà vừa ăn nó đảm bảo đúng không ạ? Và bánh kẹo, tự nhiên bánh kẹo cho đến giờ phút này với tất cả các cháu bé, những cái bạn trẻ hay là tất cả các gia đình thì đều trở nên nó quá là bình thường, quá đỗi bình thường rồi. Và đa phần là hoa quả sẽ được đưa vào để làm quà biếu, vừa lịch thiệp, vừa trang trọng mà vừa rất là tốt. Thế là hôm nay em giới thiệu với cả nhà về cái dòng bưởi Tiến Vua này. Hy vọng là sau cái video này tất cả khách hàng bên em sẽ có thêm được một cái thông tin mới về một cái giống bưởi để cho mọi người có thể
trồng phát triển về kinh tế được các bác nhé. Các bác mà cần hỏi thêm thông tin gì về cái giống bưởi này thì các bác có thể gọi trực tiếp trên hai số điện thoại ở trên màn hình. Cả hai số điện thoại đều có Zalo nhé. Các bác có thể vào Zalo, bên em sẽ gửi cái hình ảnh cụ thể và chia sẻ về kỹ thuật trồng chăm bón cây cái dòng bưởi Luận Văn cũng như là dòng bưởi Tiến Vua này cho các bác. Cái video của em hôm nay xin được tạm dừng tại đây.